ra thì mai mốt mua lắp lại. Đối với bà con nuôi tôm, năm nào cũng vậy, mùa mưa là mùa lo. Mùa mưa thì nó có mấy vấn đề thường xảy ra. Một là con tôm nó ưa bị sốc về nhiệt độ môi trường. Hiện tại là mùa mưa rất là khó khăn. Đa số là khoảng 80% hộ nuôi ở khu vực này không nuôi về tôm 100 con được. Cái thứ hai á, cái độ kềm của trong nước á, nó sẽ giảm đi nhiều so với cái mùa nắng. Thành ra con tôm á, cái mùa mưa nó cũng hơi khó. Thế nhưng, giữa những ngày nắng mưa bất chợt cuối tháng 8, về với miền sông nước Cà Mau, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn nét mặt anh Bảo, chú Út Tiền, chú Tám Thêm. Lo thì lo vậy đó, nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười. Bởi với kinh nghiệm thực chiến bao năm qua, giờ đây họ đã tự tin hơn rất nhiều để bảo vệ đàn tôm trước mỗi cơn mưa đổ về. Cái lúc mà mưa lớn á, thì nó sẽ làm giảm pH của tôm. Cái cách giải quyết nhanh nhất là vô nấu. Nó sẽ làm ổn định cái pH, làm như tôm không bị sốc. Ở đây thì anh xài vô gieo, anh kết hợp để xử lý đáy ao. Mình tạo cái hệ điện cho cái đáy ao nó sẽ không bị nhớt, sẽ không có bị lên tảo, lên xanh. Nước lúc nào cũng phải sạch khuẩn, phải đầy đủ khoáng chất. Thì con tôm nó không bị ảnh hưởng khuẩn thì sức đề kháng nó sẽ tốt. Thì đối với Tám á, cái nước là quan trọng nhất. Tại cái nước là cái môi trường cho con tôm nó sinh sống. Nếu mà cái môi trường sống xấu á, thì không cái con vật nào mà sống nổi được. Dù đó là con tôm tốt nhất. Mùa mưa á, thì thường là mình tét nước thường để mình có cách xử lý. Cái thay nước á, thì tùy thuộc vào cái nước ở trong ao nuôi của mình. Bình thường á, thay từ 30-50%. Nó dơ nhiều kìm nó không đủ, mình cần phải thay thiệt nhiều nước. Có thể là thay 100% hoặc hơn. Lúc trước thì anh làm công việc của anh nói chung là cũng rất là ổn định, thu nhập nó cũng dư giả để sống trên thành phố. Nhưng mà anh quyết định về đây nuôi tôm á, có nghĩa là anh nhìn thấy tiềm năng của ngành nuôi tôm này. Anh muốn là tôm anh phát triển hết mức có thể. Và anh là cái người kiểm soát đó. Quan điểm của anh là mình chăm sóc cơ thể mình sao thì chăm sóc tôm như thế. Thì nuôi tôm năm nay thì cũng khoảng 10 năm, này có 10 ao nuôi và mùa 1 ao lắng. Cái 10 ao nuôi này thì đầu tư ban đầu để hoàn thành ao tầm khoảng gần 5 tỷ. Đồng hành cùng người nuôi tôm trong gần 30 năm, hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ, mỗi vụ tôm đối với người nông dân là cả một gia tài. Chính vì thế, trong việc lựa chọn nguồn nguyên liệu cũng như quy trình sản xuất thức ăn, đội ngũ Cargill luôn đặt ra những tiêu chuẩn rất thận trọng, khắt khe. Dù được nhiều sự tin tưởng của bà con, chúng tôi hiểu rằng đó chỉ mới là điểm bắt đầu để nghiên cứu và tạo ra nhiều sản phẩm đột phá hơn nữa. Thành quả cuối cùng cũng đã đến. Khi gần 10 năm qua, Cargill đã trở thành thương hiệu tiên phong và áp dụng thành công công nghệ ép đùn trong sản xuất thức ăn trên thị trường, cho ra đời dòng sản phẩm ép đùn mang tên Aqua Excel. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ ép đùn tiên tiến, chuyên dụng cho mô hình thâm canh, siêu thâm canh với ưu điểm ít bụi, độ bền nước cao. Nhờ đó, hạn chế tình trạng thất thoát thức ăn ra môi trường nuôi, giữ nước trong ao luôn sạch, vơi bớt gánh nặng trong việc xử lý nước, đặc biệt là vào mùa mưa. Đối với thức ăn Cargill á, thì đối với Tám cũng có nuôi cũng nhiều loại, nhưng mà đối với Cargill á thì nó ít bụi nè. Độ nước nó sạch hơn. Bên cái phần ép đùn á, nó sẽ chậm tan hơn. Khi đưa xuống á, là anh biết được, phải là rất là lâu để bả ra. Thì mình canh kiểm soát được thức ăn, mà thức ăn không dư thì nó sẽ không sinh khí độc, nó sẽ cũng sẽ là không dơ ao. Không chỉ gỡ khó trong việc xử lý nước, Cargill cũng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và khả năng tăng trưởng. Trải qua quá trình nghiền siêu mịn và được nấu chín hoàn toàn, Aqua Excel sẽ giúp cho tôm tiêu hóa tốt, phát triển nhanh và đảm bảo tăng trưởng tối ưu, ngay cả vào thời điểm phải giảm lượng ăn như mùa mưa. Bên cạnh đó, thành phần thức ăn cũng chứa các chất anti-stress, giúp cho tôm đối chọi với sự biến đổi thất thường của thời tiết và môi trường nuôi mật độ cao. Cái độ chất thạch của tôm á, sẽ tốt hơn so với mấy cái thức ăn khác. Thị trường nó ưa chuộng hơn. Thì vụ này á, anh ăn ép đùn của Cargill thì cũng 74 ngày, đang hiện tại là 42 con. Với anh Bảo, chú Tám Thêm hay tất cả bà con nuôi tôm, vẫn còn một hành trình dài phía trước. Khó khăn chưa qua đi, thành công vẫn đang chờ.
nhưng chúng tôi luôn tin rằng có thức ăn tốt, có phương pháp hay, bà con vẫn có quyền lạc quan hơn, vững tin hơn từ hôm nay. Ao sạch, tôm khỏe, nói chung là mình đỡ lo hơn nhiều rồi. Đối với tôi á, hiện thời nuôi tôm á, không cần phải lo gì, băn khoăn gì cả, chỉ cần nước sạch thì con tôm nó sẽ lớn, thì nó sẽ thành công.